Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano theo đường link mình để phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, AC Infinity chạm mốc 1 triệu người chơi. Đây là dự án NFT đầu tiên đạt 1 tỷ đô la khối lượng giao dịch. Trò chơi được thiết kế trên blockchain Ethereum. AC Infinity tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi và cả các nhà đầu tư. Theo tiết lộ từ nhà phát triển Sky Mavis, hiện có hơn 1 triệu người chơi tham gia vào AC Infinity hàng ngày. Ngoài ra, đồng coin AXS của trò chơi đã chạm mức cao nhất mọi thời đại là 52 đô la vào 10 ngày trước. Mặc dù giá đã giảm 18%, nhưng AXS đã tăng hơn 60% trong 2 tuần qua. Có một vấn đề khiến người chơi phàn nàn, đó là việc đồng coin AXS đã tăng mạnh trong 2 tuần qua, trong khi đồng coin SLP cũng được sử dụng trong tựa game này lại đang chững lại. SLP đã mất 27,9% trong tuần trước, và số liệu thống kê 14 ngày cho thấy SLP đã giảm 35,1%. Các chỉ số thậm chí trong 30 ngày cho thấy SLP giảm 1,2%, hiệu suất kém hơn rất nhiều so với AXS. Thông tin thứ hai, doanh số bán hàng NFT cao nhất trong tháng 7 đạt 1,2 tỷ đô la. Theo DApp Radar, một công ty theo dõi dữ liệu có trụ sở tại Lithuania, khối lượng giao dịch của các token NFT hàng đầu như AC Infinity, CryptoPunks và AdBlock đã tăng hơn 300% trong tháng qua, chứng kiến lượng giao dịch tăng cao kỷ lục, tạo ra doanh thu hơn 1,5 tỷ đô la và có thể cung cấp một con đường mới cho sự tăng trưởng bền vững trong ngành. Vào tháng 7, NFT đã thu về hơn 1,2 tỷ đô la doanh số, gần một nửa trong số 2,5 tỷ đô la doanh số bán hàng tích lũy trong hai quý đầu năm 2021 và toàn bộ ngành DApp, ứng dụng phi tập trung, đã đăng ký hơn 1,4 triệu người dùng duy nhất hàng ngày, tăng 23,72% so với tháng trước. Báo cáo mới nhất của công ty cho thấy, AC Infinity đã trở thành bộ sưu tập NFT có giá trị nhất từ trước đến nay, với khối lượng giao dịch hơn 830 triệu đô la. Trong tuần thứ 2 của tháng 7, AC Infinity thậm chí còn tạo ra doanh thu nhiều hơn cả Ethereum và Bitcoin, lên tới 35,8 triệu đô la. Các trò chơi tương tự khác với các cơ hội tạo ra thu nhập cũng đang phát triển trên đối thủ blockchain của Ethereum, đó là Binance Smart Chain. Theo DApp Radar, BSC hiện là mạng được sử dụng nhiều nhất trong ngành, với hơn 658.000 người dùng duy nhất trong tháng 7. Vị trí thứ 2 và thứ 3 thuộc về WAX và Ethereum, với lần lượt là 336.000 và 105.000 người dùng cao nhất. Những tựa game chưa để kiếm tiền dựa trên PSC như CryptoBlaze đã trở thành ứng dụng phi tập trung được sử dụng nhiều thứ hai sau trao đổi phi tập trung PancakeSwap, tạo ra hơn 92 triệu đô la trong hơn 50 triệu giao dịch trong những ngày đầu tiên. Thông tin thứ 3, Gala Games hoãn đợt ra mắt NFT của Vox Avatar. Gala Labs, một bộ phận của Gala Games, đã hoãn việc ra mắt bộ sưu tập Vox Avatar NFT của họ. Lý do đằng sau sự trì hoãn là việc triển khai bản cập nhật Hard Fork ở London, còn được gọi là EIP-1559, trên chuỗi khối Ethereum. Gala Labs muốn tránh việc ra mắt sản phẩm của họ không thành công do các yếu tố ngoại cảnh. Dự kiến Vox Avatar sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 8 lúc 3 giờ chiều. Các thành viên Gala Vàng và chủ sở hữu nút Gala sẽ được ưu tiên truy cập vào chương trình giảm giá NFT Avatar. Gala Games đã công bố Vox vào tháng trước. Các avatar được làm bằng voxel, do đó có tên là Vox. Phụ đề cho dự án NFT gợi ý một số tiện ích DeFi. Các mô tả trên trang web chính thức cho thấy rằng mỗi avatar đều có đặc điểm, tính cách và công việc riêng. Mỗi ký tự Vox NFT, một mã thông báo ERC721, cung cấp phần thưởng hoặc chức năng cho các trò chơi trong hệ sinh thái Gala Game. Và thông tin cuối cùng, Louis Vuitton ra mắt trò chơi NFT. Thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton sẽ ra mắt một ứng dụng trò chơi Louis the Game để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của người sáng lập Louis Vuitton. Trò chơi sẽ mô phỏng hành trình của linh vật thương hiệu thời trang BVN đến Paris và có 30 mã thông báo không thể thay thế. Các token sẽ được người chơi thu thập trên đường đi. 10 trong số đó được thiết kế bởi nghệ sĩ kỹ thuật số People. NFT có thể sưu tầm được nhưng không phải để bán. Louis Vuitton là một người học việc sản xuất cốp xe. Ông rời quê hương của mình năm 14 tuổi để đi bộ đến Paris, nơi sau này ông thành lập một doanh nghiệp thời trang nổi tiếng thế giới. Cuộc hành trình ấy được mô tả trong trò chơi, nêu bật những khó khăn và cuộc phiêu lưu của Vuitton để thành lập thương hiệu. Và đó là những thông tin trong video ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.